Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn viêm dạ dày tá tràng nặng mấy cũng khỏi nhờ loại thảo dược này. Viêm dạ dày tá tràng thuộc phạm vi chứng vi quản thống trong y học cổ truyền do lớp niêm mạc dạ dày xuất hiện những vùng bị loét. Người bệnh cảm thấy đau cồn cào như thắt lại mũi khi đói, đau vùng thượng vị đi kèm là cảm giác buồn nôn, chướng bụng, ợ hơi, ợ chua. Các thảo dược điều trị viêm dạ dày rất phong phú, có giá trị điều trị nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh việc dùng thuốc để dự phòng và điều trị bệnh lý này trong cộng đồng, chế độ ăn uống, làm việc, học tập có vai trò rất quan trọng. Cần thực hiện tốt chế độ ăn uống, dinh dưỡng phải đầy đủ và cân đối, không nên ăn uống quá nhiều chất kích thích, thức ăn quá chua, quá cay, quá nóng, thức ăn nhiều chất béo, ăn đúng bữa, đúng giờ, không ăn quá khuya. Không nhịn đói cũng cần ăn vội, hạn chế uống rượu, bỏ hút thuốc lá, chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý, không thức khuya, tránh làm việc quá sức, giảm căng thẳng lo âu. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Lam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Các thảo dược trị viêm loét dạ dày. Chè dây có tác dụng diệt vi khuẩn, vi trùng, giảm độ axit tại dạ dày, cắt cơn đau. Thời gian cắt cơn đau trung bình của chè dây từ 8 đến 15 ngày. Theo kinh nghiệm dân gian, chè dây có giá trị về mặt dược liệu quý, giúp cho bệnh viêm loét dạ dày tá tràng dễ liền sẹo, giúp tiêu hóa tốt, ăn uống ngon miệng, dễ ngủ. Những người bị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng uống một thời gian dài thấy bệnh đỡ dần và hết đau. Cao chè dây không gây ngộ độc cấp tính, không ảnh hưởng tới các chỉ tiêu hóa sinh, huyết học, cổ truyền và sinh sản khi dùng thuốc trong thời gian dài. Các nghiên cứu trên lâm sàng cũng đều cho thấy chè dây không thấy có tác dụng phụ như đầy bụng, nôn mửa hoặc khó chịu, mệt mỏi, nhức đầu hoặc các biểu hiện dị ứng. Chè dây thường hái toàn thân cả lá và lẫu lúc cây chưa có hoa quả, đem về rửa sạch, cắt nhỏ, phơi khô, sao qua, rồi hãm với nước đun sôi như pha chè uống thay nước. Phơi khô có mùi thơm nhẹ, sau khi sao, mùi thơm càng rõ hơn. Nước chè dây có vị hơi ngọt, uống rất dễ chịu. Chè dây thuộc tính hàn lương, mát lạnh, ngày dùng từ 20 đến 30 gram, rắc uống thay trà hàng ngày, một đợt uống liên tục từ 15 đến 20 ngày. Dạ cẩm có tác dụng làm giảm đau, trung hòa axit trong dạ dày, bớt ợ chua, vết loét xè lại, người bệnh có cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng. Ngoài ra, dạ cẩm còn được dùng trị bệnh ngoài da, viêm loét miệng, nhiệt miệng. Trong đông y có nhiều cách sử dụng dạ cẩm chữa đau dạ dày như dùng dạng thuốc sắc, cao dạ cẩm hay siro. Cách dùng qua nghiên cứu và ứng dụng tại bệnh viện như sau. Dạng thuốc sắc. Lá dạ cẩm khô từ 10 đến 20 gram, sắc uống, có thể thêm đường cho dễ uống, ngày uống từ 2 đến 3 lần. Uống trong ngày, uống trước khi ăn hay vào lúc đau. Cao dạ cẩm. Lá dạ cẩm khô 3,5 kg, đường kính 1 kg, mật ong 500 ml, nấu lá dạ cẩm với nước thành cao, cho đường vào đánh tan, cô lại. Cuối cùng cho mật ong vào, đóng thành chai dùng dần. Ngày uống từ 2 đến 3 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 ml, uống trước khi ăn hoặc khi đau. Cốm dạ cẩm. Bột dạ cẩm 3,5 kg, cam thảo 0,5 kg, đường kính 1 kg, tán dược vừa đủ dính, hồ nếp, thêm đường và saccharin vừa đủ ngọt. Ngày uống 2 lần trước khi ăn hoặc khi đang đau, mỗi lần dùng từ 10 đến 15 gram. Trẻ em dưới 18 tuổi từ 5 đến 10 gram. Bạch chuột có công dụng phòng chống và điều trị viêm loét dạ dày, giảm nhanh các cơn đau, giảm cảm giác nóng rát vùng thượng vị, trợ giúp tiêu hóa, ăn ngon miệng, điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa như táo bón, đi lỏng, ợ chua, ợ hơi, giảm lượng dịch vị dạ dày tiết ra trong khi không làm giảm lượng axit tự nhiên có trong dịch vị dạ dày.
Ngoài ra, nhiều nghiên cứu của y học hiện đại và y học cổ truyền cho thấy các thành phần hóa học có chứa trong bạch tuộc có tác dụng kháng viêm, chống phù nề, tăng cường khả năng tiết mật, thúc đẩy chức năng giải độc gan, chống viêm nhiễm. Nước sắc từ cây bạch tuộc có tác dụng hạ đường huyết rõ rệt, ức chế sự đông máu. Đông y và dân gian có nhiều cách sử dụng cây bạch tuộc chữa bệnh đau dạ dày khác nhau, dùng sống, sắc hoặc tán thành bột uống, ngay uống từ 6 đến 12 gram. Bị viêm loét dạ dày, tá tràng nên ăn gì và kiêng ăn gì? Viêm loét dạ dày, hành tá tràng nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời có thể dẫn đến hẹp môn vị và một vài biến chứng nguy hiểm khác. Do vậy, người bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng cần phải tuân thủ một số nguyên tắc trong ăn uống dưới đây. Những thực phẩm cần tránh: tránh các chất kích thích làm tăng bài tiết dịch vị, kiêng các loại rượu, bia, thuốc lá, cà phê, chè đặc, kiêng ăn quá nhiều gia vị chua, cay, nóng như giấm, chanh, ớt, tiêu, gừng, giềng, các loại thịt quay, thịt muối, nước luộc thịt, các món sốt, xào có nhiều gia vị. Tránh các loại thức ăn gây cọ sát, làm tổn thương niêm mạc, rau già nhiều xơ, mướp, rau bí đỏ, đậu quả, rau muống, bắp cải, măng khô. Các thức ăn như xương băm nhỏ, sụn, tôm cua, cổ cánh, chân gà, vịt, cá nấu, cá rán ăn cả đầu. Nên ăn các thức ăn có tác dụng bọc, hút, thấm niêm mạc như cơm nếp, bánh chưng, bánh mì, bánh quy, bánh xốp. Tránh ăn quá nóng, quá lạnh, tránh quá đói, quá no, tránh ăn quá đặc, quá loãng. Vì thức ăn nóng quá làm niêm mạc dạ dày sung huyết, lạnh quá hoặc đói quá, dạ dày rỗng làm dạ dày có bóp mạnh hơn, gây đau, có khi gây chảy máu. Nếu ăn quá no làm dạ dày căng to, co bóp yếu, ảnh hưởng đến quá trình nhỏ trộn thức ăn. Nếu ăn đặc quá thì dịch vị rất khó thấm vào giữa khối thức ăn, nhưng nếu ăn lỏng và nhiều nước quá thì dịch vị sẽ bị pha loãng, làm giảm khả năng tiêu hóa. Cần tránh ăn những thức ăn khó tiêu. Bữa ăn có nhiều chất đạm, dầu mỡ, thịt, đậu, lạc, trứng sẽ lâu tiêu hơn những thức ăn khác. Khi ăn cần ăn chậm, nhai kỹ, tránh ăn vội, nhai dối, tránh vừa ăn vừa tập trung những việc khác như tranh thủ đọc sách, báo khi ăn. Vì nếu ăn chậm, nhai kỹ, bộ răng sẽ giúp cắt, xé, nghiền thức ăn ra rất nhỏ. Kết hợp với dịch nước bọt giúp khi vào dạ dày, thức ăn đã trở nên nhỏ mịn và đồng nhất hơn, khả năng tiêu hóa dễ dàng hơn. Ăn thế nào mới đúng? Nên ăn cơm, cháo, bánh mì, bánh quy, cơm nếp, khoai tây, khoai sọ luộc nhừ, rau lá non các loại, thịt cá nạc bỏ xương, sữa bò tươi, sữa hộp các loại, quả chín, quả ngọt, bánh mứt, kẹo, mật ong, nước uống không rượu, nước lọc. Hai mẫu thực đơn cụ thể. Thực đơn 1, bữa sáng, trứng gà 1 quả đánh kem, bánh quy 50g. Bữa trưa, cơm gạo tẻ 200g, giá rào, giá đỗ 100g, thịt lợn 30g, dầu hoặc mỡ 5g. Bữa phụ, bánh quy 50g hoặc biscuit, hoặc chè đỗ xanh, đỗ đen. Bữa tối, cơm, gạo tẻ 200g, xôi lạc hoặc cơm nếp lạc, gạo nếp 200g, lạc hạt 30g, thịt lợn diêm 30g. Thực đơn 2, bữa sáng, trứng gà hấp 1 quả, cháo nếp 1 bát 200ml. Bữa trưa, cơm gạo tẻ 200g, rau bắp cải luộc 100g, thịt lợn viên hấp 50g. Bữa phụ, bánh quy 50g hoặc chè bột sắn. Bữa tối, cơm, gạo tẻ 200g, đậu xào, đậu quả 100g, thịt 30g, dầu 5g, hành mùi. Giá trị năng lượng từ 2.100 đến 2.400 kcal mỗi thực đơn. Kilocalo từ đạm 12,5%, tương đương với 60 đến 65g. Từ chất béo 13,8%, tương đương từ 30 đến 45g. Từ bột đường 73,7%, tương đương 330 đến 380g. Viêm dạ dày lâu ngày có thể dẫn tới ung thư, phát hiện và chữa trị kịp thời như 8 dấu hiệu.
Bác sĩ cho biết, nếu không được điều trị kịp thời và đúng hướng, bệnh viêm dạ dày lâu ngày có thể dẫn đến ung thư dạ dày, đặc biệt khi nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn HP. Viêm dạ dày là tình trạng xảy ra khi dạ dày bị viêm hoặc sưng. Viêm dạ dày có thể xảy ra bất ngờ. Viêm dạ dày cấp tính hoặc kéo dài, viêm dạ dày mãn tính. Thật ra đây là bệnh không nguy hiểm và có thể nhanh chóng chuyển biến tích cực sau khi điều trị. Tuy nhiên về lâu dài, nếu như viêm dạ dày mãn tính không được điều trị đầy đủ, sẽ làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, đặc biệt là khi nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn Helicobacter pylori. Nguyên nhân gây bệnh viêm dạ dày. Nguyên nhân gây ra bệnh viêm dạ dày có thể là do uống rượu quá nhiều, nôn mửa mãn tính, căng thẳng hoặc sử dụng những loại thuốc nhất định như aspirin hoặc thuốc chống viêm khác. Ngoài ra, bệnh viêm dạ dày còn có thể xuất phát từ vi khuẩn Helicobacter pylori, một loại khuẩn sống trong niêm mạc dạ dày. Nếu không điều trị, tình trạng viêm có thể dẫn tới các vết loét và một số người là ung thư dạ dày. Như vậy là anh chị vừa nghe công ty Thảo Dược số 1 chúng tôi chia sẻ về căn bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, khuẩn HP cũng như nguyên nhân triệu chứng của bệnh. Và đồng thời chúng tôi chia sẻ 3 cây thuốc vị thuốc nam điều trị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng HP hiệu quả. Đó là cây chè dây, cây dạ cẩm, bạch chuột. Nếu anh chị có quan tâm đến 3 vị thuốc trên và có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ với công ty chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282 hoặc hotline 1900 989801. Chúng tôi nhận chuyển hàng trên toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Và giới thiệu qua với anh chị, sản phẩm của chúng tôi được thu hái từ hoàn toàn từ tự nhiên, có nguồn gốc từ vùng núi Tây Bắc, được phơi khô tự nhiên. Và sau đây tôi xin tạm dừng video này tại đây. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.